Chào chị, chị chú quay lại kênh Viết Phú nha. Nay em đến quầy đồ rượu, em mua vài thứ, vài lốc bia, vài sự kiện có một vài anh khách có đặt vài chai rượu và mang về Việt Nam để chuẩn bị Tết nhất cuối năm, thì em tiện quay lại quý vị anh chị của chú cùng xem. Hàng này thì em ít làm vì đa số các khách bên em thì đa số các tài khoản điện tử, điện thoại, laptop, loa đài. Tuy nhiên các anh mua mới đồ xong thì anh có nhu cầu mua thêm mấy cái hàng khác, ví dụ như rượu bia chẳng hạn, rượu chẳng hạn, một số rượu đây thì nó là không phải các cái loại cao cấp như các cái hãng hay bán ở sân bay 10 triệu mười mấy triệu, một cái này nó chỉ mấy trăm nghìn, vài trăm nghìn, căng thì đến tầm 500-600 nghìn, 700 nghìn đấy. Thì mấy cái rượu của bình dân mà đẹp như rượu là Black nha, Suntory, Classic, Zinburn, rồi White Horse, Red Label. Đấy, rồi cái đồ này thì Black này thì bên em liên hoan hết kiểu hay uống loại này, đồng độ nó cũng cao, 37 độ, rượu Nick Whisky. Cái này thì rượu ở đây thì bên Nhật này thì có thể đảm bảo cho quý vị là rượu chọn, bán đây không có rượu tự chế hay rượu linh tinh, mà ở đây cũng thì đảm bảo là rất là chạy cổ luôn. Đấy, ví dụ một can Black nó đồng vài giá bên này tầm 400 nghìn, 2 lít, 1 lít 8. Đấy thì mấy chai mà bằng sắt đẹp như này về trưng ngợi ở nhà Tết tụ vừa đẹp vừa sang vừa rẻ, giá chỉ có 150, chưa cước quý vị nhá. Cái này nó nặng mất gần cần mất vài trăm nghìn. Chivas Regal thứ thì đắt hơn, cái này 300 ml thì nó là 400 nghìn rồi cả thuế. Cơm mắc này, đa số bên em liên hoan này hay uống Black này, nhưng Black này thì nó nặng, uống là bảo một chai này thì uống khoảng tầm chục người là cũng ngất ngây nếu uống rượu không. Và em hay pha với mấy cái nước hoa quả này uống thì nó sẽ vừa miệng, ngọt ngon và dễ uống. Cái này thì rượu trắng thì rất nhiều, rượu hoa quả nhiều lắm. Rượu Hàn Quốc có luôn này, sữa chua Hàn Quốc có này. Đấy, Hàn Quốc, Nhật bán, Trung Quốc cũng có rượu ở đây luôn, chỉ mỗi lại là không thấy rượu lá chuối ở Việt Nam ở đây thôi, còn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc có. Nói rượu trắng thì nó rẻ hơn, mấy ông già bên này thì hay mua loại rượu trắng can 3 lít này, can 5 lít này mua về uống, không biết ở mấy ông kiểu gì uống ngã thật. Còn thanh niên thì đa số là Chivas và hoa quả thôi, còn cả whisky Suntory đó. Nói cái whisky này thì nó rẻ 100 nghìn bạc à. Rồi, rượu này thì nó cũng quay 300-400 nghìn. Bon rồi nó có mắc, đấy cũng có mấy cái rượu như là Yamazaki hay là gì đâu, mấy cái đấy thì ở sân bay có, ở đây tầm mười mấy vài chục triệu ấy. Đấy, còn đây là mấy rượu mặt vặt phổ thông đó. Tiện em quay cho quý vị cùng xem. Cái này thì đắt hơn chút, nhìn cao cấp hơn chút, nó sang hơn chút thôi, cái chai đẹp hơn, nhưng còn giá thì nó cũng trong tầm tương đương, có cái rẻ hơn, cái đắt hơn. Đấy. Đấy, em quay ngắn quý vị cùng tham khảo thì em xin chấm dứt video tại đây. Quý vị anh chị nào có nhu cầu mua rượu, rượu đắt, rượu rẻ bên này thì em cũng có gửi về Việt Nam được hết nha quý vị nhé. Ví dụ rượu ở sân bay Yamazaki tên chục triệu, mấy mấy triệu thì em cũng có, vài chục triệu cũng có, rượu rẻ một mấy trăm nghìn cũng có. Và em xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.